Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách và bài tập của môn Toán lớp 4. Các em mở sách và bài tập của môn Toán lớp 4. Bài 83 tự kiểm tra. Hôm nay chúng ta sẽ làm phần 2. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Bài tập số 1 của phần 2 có nội dung như sau. Ba hình chữ nhật 1, 2, 3 có cùng chiều dài và cùng chiều rộng xếp lại thành một hình vuông có cạnh là 12 cm. Xem hình dưới đây. Viết tiếp vào chỗ chấm. Câu A, cạnh BM cùng vuông góc với các cạnh. Thì ở đây chúng ta sẽ có cạnh BM. Cạnh BM sẽ cùng vuông góc với các cạnh. Cạnh thứ nhất là cạnh AB. Cạnh thứ hai là cạnh DC. Cạnh thứ ba là cạnh KH và cạnh thứ tư là cạnh LM. Như vậy, chúng ta sẽ có những câu trả lời như sau. Cạnh BM cùng vuông góc với các cạnh AB. DC, KH và NM. AB, DC, KH và NM. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm câu B. Câu B người ta hỏi là cạnh AB cùng song song với các cạnh. Thì ở đây chúng ta sẽ có AB sẽ song song với cạnh DC và song song với cạnh KH và song song với cạnh NM. Như vậy chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. AB sẽ song song với cạnh DC, KH và NM. Tiếp theo chúng ta sẽ làm câu C. Câu C người ta yêu cầu chúng ta tính diện tích của hình vuông ABMN. Thì theo đầu bài cho, hình vuông ABMN có cạnh là 12 cm. Cho nên chúng ta sẽ tính diện tích của hình vuông ABMN như sau. Chúng ta biết diện tích của hình vuông được tính bằng độ dài của một cạnh nhân với chính nó. Và cụ thể ở đây, độ dài của một cạnh là 12 cm. Cho nên chúng ta sẽ lấy 12 cm nhân với chính nó là nhân với 12. Và bằng 144. Đơn vị sẽ là cm vuông. Tiếp theo, chúng ta làm câu câu D. Câu D người ta yêu cầu chúng ta diện tích của mỗi hình chữ nhật 1, 2, 3 là. Thì ở đây chúng ta có muốn tính diện tích của hình chữ nhật thì chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Mà đây mỗi hình chữ nhật 1, 2, 3 có chiều dài chính bằng chiều dài của cạnh hình vuông ABMN, tức là bằng chiều dài sẽ bằng 12. Chiều rộng của mỗi hình chữ nhật 1, 2, 3 sẽ bằng độ dài của cạnh hình vuông ABMN chia cho 3. Thì ở đây chúng ta thấy cạnh BM sẽ bằng cạnh BC cộng CH
và cộng HM. Mà ở đây chúng ta có ba hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng bằng nhau. Cho nên BC bằng CH và bằng HM. Vì vậy BC CH HM sẽ bằng BM chia cho 3. Tức là chiều rộng của mỗi hình chữ nhật sẽ bằng 12 chia cho 3. Chia cho 3 và bằng 4. 4 cm. Như vậy hình chữ nhật, mỗi hình chữ nhật 1 2 3 sẽ có diện tích bằng chiều dài là 12 nhân với chiều rộng là 4 và bằng 48 cm vuông. Thì diện tích của mỗi hình chữ nhật 1 2 3 sẽ là 12 nhân 4 bằng 48 cm vuông. Tiếp theo, chúng ta làm bài 2. Một đội công nhân trong 2 ngày sửa được 3.450 mét đường. Ngày thứ nhất sửa được ít hơn ngày thứ hai là 170 mét đường. Hỏi mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường? Thì ở đây chúng ta biểu diễn mét đường của ngày thứ nhất sửa được bằng đoạn thẳng 1 và mét đường của ngày thứ hai sửa được bằng đoạn thẳng 2. Thì ngày thứ nhất sửa ít hơn ngày thứ hai là 170 mét đường. Do đó, chúng ta sẽ có đoạn 2 dài hơn đoạn 1 và cụ thể dài hơn là 170 mét. Chúng ta nhìn thấy đoạn dài hơn này chính là 170 mét. Và cả hai đoạn này sẽ có giá trị là 3.450 mét. Tức là giá trị của tổng hai đoạn này sẽ bằng 3.450 mét. Ở đây, nếu chúng ta cộng thêm phần dài hơn của đoạn thẳng thứ hai thì chúng ta sẽ được là hai lần đoạn thẳng thứ hai. Tức là chúng ta lấy đoạn 1 cộng với đoạn 2 và cộng thêm với phần dài hơn của đoạn thẳng thứ hai thì chúng ta sẽ được hai lần đoạn thẳng thứ hai. Như vậy chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Hai lần số mét đường ngày thứ hai sửa được là chúng ta lấy tổng số mét đường sửa được của 2 ngày, tức là 3.450 cộng với số mét đường mà ngày thứ hai sửa nhiều hơn ngày thứ nhất là 170 mét thì chúng ta sẽ có hai lần số mét đường ngày thứ hai sửa được là 3.450 cộng với 170 và bằng 3.620 mét. Khi chúng ta đã có hai lần số mét đường ngày thứ hai sửa được là như vậy, muốn tính số mét đường ngày thứ hai sửa được là chúng ta sẽ lấy 3.620 chia cho 2 và bằng 1.810 mét. Như vậy ngày thứ hai sửa được 1.810 mét, muốn tính số mét đường ngày thứ nhất sửa được bao nhiêu mét, chúng ta sẽ lấy tổng số mét đường sửa được trong 2 ngày trừ đi số mét đường sửa được trong ngày thứ hai thì chúng ta sẽ tính được số mét đường ngày thứ nhất sửa được là 3.450 trừ đi 1.810 bằng 1.640 mét. Như vậy chúng ta sẽ có đáp số là ngày thứ nhất là 1.640 mét, ngày thứ hai là 1.810 mét. Thì bài toán này đã kết thúc video của ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích, các em vui lòng bấm vào nút like và nút share, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video sắp tới.